Chào các bạn, hôm nay là mình lại tiếp tục với cái kích điện từ 12V lên 220, nhưng mà lần này mình dùng con IC SG3525 hoặc là cái con KA3525 thì nó vẫn là một, hai con là một. Nhưng mà lần này mình làm cái gọi là từ A đến Z luôn, giống như kiểu là mình làm cái thêm cả cái phần hồi tiếp của nó luôn. Bởi vì nếu như bình thường mà làm kích thì cũng chỉ làm kích lên điện lên mà thôi, nhưng ở đây mình làm thêm cái mạch hồi tiếp để cho nó ổn định cái điện áp đầu ra, tức là khi mà điện áp đầu ra nó bị sụt xuống thì nó có cái mạch hồi tiếp, nó sẽ báo về cho cái con IC nó hoạt điều khiển, cho nó hoạt động mạnh lên để cho nó nâng cái điện áp lên. Và khi mà cái điện áp mà cao quá thì nó sẽ báo về con IC và con IC sẽ có nhiệm vụ hạ điện áp xuống. Như vậy đầu ra lúc nào cũng ổn định điện áp. Đầu tiên thì chân số 1, các bạn mình sẽ câu tạm một cái con điện trở 2,2K xuống mát. Chân số 16 và chân số 2 thì mình sẽ đấu tắt lại với nhau. Chân số 4 sẽ câu xuống mát. Mình sẽ để sơ đồ ở cuối video. Và tất nhiên trong sơ đồ và quá trình làm cũng sẽ có một số thay đổi, nó cũng không giống hoàn toàn với sơ đồ. Còn nếu như các bạn có ý định làm thì các bạn theo dõi, cố gắng theo dõi hết video. Chân số 5 mình sẽ câu với một con tụ 103. Chân số 6 mình sẽ đấu tạm với con điện trở 1K. Và chân số 5 với chân số 7 mình sẽ nối tắt lại với nhau. Chân số 8 mình sẽ câu với con tụ 0,47 microfarad. Và mình sẽ lấy tiếp một con tụ C104 để câu vào chân số 9 xuống mát. Như vậy các bạn cứ đấu theo những cái linh kiện của mình. Chân số 10 mình sẽ câu mát, vì nếu mà bổ sung thêm nhiều linh kiện thì nó sẽ bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn là các bạn bớt hết linh kiện đi. Như vậy là chân số 10 câu mát và chân số 12 cũng câu mát. Như vậy là chân số 10 và chân số 12 đều chạy số mát. Tại vì là mình không làm cái bo bằng cái bo làm ván khuôn của cái giấy làm ván khuôn đó, bởi vì cái đó thật ra thì nó cũng hơi xấu. Làm như này thì cho nó nhanh, nhìn nó gọn, dễ nhìn hơn rất là nhiều. Tiếp theo mình sẽ lấy hai con điện trở 56 ohm câu vào chân số 11 và chân số 14 để chạy ra chân G của MOSFET. Tại chân số 6 mình sẽ lấy con điện trở 560 ohm để nối tiếp với con điện trở 1K. Sau khi mình đã tính toán và cân chỉnh thì mình lấy con điện trở 560 ohm để nối tiếp vào chân số 6. Như vậy là nó sẽ ra khoảng độ tầm cỡ từ 36 cho đến 38 kHz. Mình sẽ lấy hai con điện trở 510K để làm cái mạch hồi tiếp của nó. Mình sẽ lấy hai con điện trở này nối song song với nhau và nối vào chân số 1. Hai con điện trở đó các bạn có thể lấy ở trong chấn lưu điện tử hỏng. Tiếp theo mình sẽ câu một cái con tụ 500 microfarad 25V hoặc là 16V cũng được.
từ dương nguồn xuống mát. Bởi vì nó rất là, cái con tụ này là cần thiết. Tại chân G của MOSFET, mình sẽ câu một con điện trở 1K từ mỗi chân G xuống của MOSFET, một con điện trở 1K xuống mát. Bởi vì với cái Z44 này, sau khi mình cân chỉnh thì chỉ cần một con điện trở 1K tại chân G của MOSFET xuống mát thôi. Còn điện trở qua nó từ chân ra của IC dao động tới G của MOSFET thì các bạn có thể dùng điện trở 30Ω hoặc là 50Ω hoặc 10Ω cũng được. Và sau khi lắp xong thì các bạn nên đo cái bo dao động đó ra xem nó có được bao nhiêu vôn. Ở đây mình đo ra thì nó được khoảng 5,6V. Tức là các bạn cấp điện cho cái bo dao động mà chưa cho MOSFET chạy. Những cái gì liên quan đến MOSFET thì các bạn cắt điện hết đi và chỉ đo mình cái bo dao động. Nếu mà nó đã chạy rồi thì là nó hoạt động là trơn tru. Và đây là mình đã có đo được 37kHz. Và trước khi các bạn lắp hoàn thiện vào trong thì các bạn phải thử qua một cái bóng đèn pha của xe máy, bởi vì đó là cái việc rất là cần thiết và an toàn. Nếu không thì các bạn cũng sẽ phải trả giá rất là nhiều MOSFET. Ở đây mình sẽ đo dòng cho các bạn, mà ít khi mình đo dòng lắm, hôm nay mình đo dòng cho các bạn xem. Thì nó là 0,3A khi chưa lắp mạch hồi tiếp thì nó 0,333. Tức là nếu mà bạn lắp hai Z44 thì nó cứ từ tầm khoảng từ 0,332 cho đến 35 là đẹp. Nhưng mà nếu không, các bạn không có đồng hồ thì các bạn lắp cái bóng vào cũng được, bóng đèn pha xe máy được và thử. Bây giờ mình sẽ lắp mạch hồi tiếp vào cho nó. Dây mát mình sẽ câu với âm nguồn của ắc quy vào mát nguồn phía đường trước, nguồn ra của cái bộ kích điện. Còn cái dây mà dương phía đầu ra của bộ kích điện pha dương, mình sẽ câu với cái dây hồi tiếp chạy về chân 1 của IC. Và bây giờ mình sẽ chạy thử cho nó. Thì khi mà nó có tải thì nó vẫn sụt áp bình thường, tức là nó vẫn chỉ có 300V thôi khi có tải, bởi vì chỉ có chạy 221F IZF. Với IZF 320 với IZF Z44 này thì lắp, các bạn cứ lắp đúng như vậy, nhưng với yêu cầu là Z44 loại xịn hay là loại tốt. Tuy nhiên thì không có tải thì nó vọt lên là 390V. Như vậy là cái mạch hồi tiếp chưa can thiệp, hay nói đúng hơn là nó chưa có tác động vào bao nhiêu, tức là nó đã quá nhiều sai, quá nhiều chỉ số. Vì thế mà mình sẽ cắt tại con điện trở 2,2K kia, mình cắt ra và đấu vào đấy hai con điện trở 1K nữa, tổng cộng con điện trở đó sẽ là 4,2K. Đó là cái con số mà mình đã cân chỉnh sẵn rồi. Và các bạn chỉ việc lắp theo thôi, không cần phải cân chỉnh làm gì nữa cho nó lằng nhằng. Còn nếu như các bạn muốn cắt ở cái tần số nó, ở cái điện nó cao hơn, thì các bạn có thể thay đổi cái chỉ số của cái con điện trở đó. Bởi vì mình chỉ muốn nó hồi về 300V thôi, mình không muốn 315V. Bởi vì nếu như mà mình hồi về đúng điện áp 220, tức là 315V, thì giả sử như mình dùng một cái tải nặng, một cái tải rất là nặng, hơi nặng một chút, thì cái con IC dao động nó sẽ ra lệnh cho hai con MOSFET khi hoạt động thật mạnh lên để cấp đủ 315 VGC. Mà nó ra lệnh hoạt động thật mạnh để gồng mình lên để cho nó đủ 315 VGC, thì thành ra phét hoạt động quá sức và có thể là dẫn đến hỏng phét và trả giá rất là nhiều phét. Ở đây khi mình lắp mạch hồi tiếp vào thì đo dòng nó chỉ có 0,17A thôi. Điều này rất là dễ hiểu, bởi vì khi mà các bạn lắp mạch hồi tiếp vào thì khi các bạn cắm không tải thì cái con IC nó nhận được cái mạch hồi tiếp, nó báo là điện cao quá,
hãy hoạt động giảm xuống, thì nó điều khiển cho hai con MOSFET hoạt động ở mức độ thấp nhất. Và lúc này nó chỉ có ăn tải có 0,17A thôi. Còn nếu như không có mạch hồi tiếp thì con hai con IC dao động nó sẽ vẫn cứ cho nó chạy bình thường. Thì nó tăng lên 0,3A hay là 0,35A. Nếu các bạn lắp như vậy, nó ăn dòng chỉ có như vậy thôi, thì nếu như hai phép đều nhau, tức là không có bên nào nóng quá bên nào lạnh, thì mình đảm bảo với các bạn là dùng rất là ổn và thoải mái, không hề có chuyện nóng, kể cả là mấy tiếng luôn. Bởi vì nguồn xung thật sự là đã làm đến nguồn xung thì là rất là cần phải có kỹ thuật. Nó rất nhanh nhưng mà nó lại rất là, như mình nói, nó rất là khó tính và hay là xảy ra trục trặc. Nếu các bạn sai một tí thôi thì dẫn đến là cũng phải trả rất là nhiều học phí. Bởi vì cái gì mà nhanh, nhạy, tiện thì nó hay xảy ra sai sót và trục trặc. Nếu như sai một tí là phải trả rất là nhiều phép, trả giá. Nhưng mà nguồn xung thì mình cũng rất thích, bởi vì nó tốn rất là ít dây đồng, cho nên là nó hoạt động rất mạnh mà lại hoạt động tốn rất ít dây đồng, nhưng đồng nghĩa với việc là chỉ cần không chuẩn một cái thôi là phải trả giá rất là nhiều mốt phép. Ở đây mình có thử với sạc điện thoại và đầu đĩa với các thứ ở cái đường điện 300 VCC, bởi vì một số bạn chắc chắn là sẽ không tin là 300 điện 300 VCC mà dùng thiết bị điện thì nó sẽ hỏng, chưa thật sự tin. Thực ra 300 VCC chứ không phải là 300 VAC, bởi vì thế cho nên mình thử những cái đồ vật khác cho các bạn xem. Vì 300 VCC quy đổi ra sẽ là 220 VAC, tức là 220V điện lưới, điện xoay chiều, chưa được 220V. 220V mà quy đổi ra thì sẽ là 315 VGC. Sẽ còn rất nhiều vấn đề về kích điện biến áp xung, mình sẽ bổ sung ở những cái bài tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.